đi ra họp mặt lên nó nói chuyện chứ. Mày là đầu xó trong tem mà mày không biết suy nghĩ gì sao sao? Mày mày chỉ biết là ôi phim nói ngà vậy hả? Gì? Nói mày bộ mày cài gửi như mày gì mà kênh 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 hả? Anh em cái gì vậy trời? Anh em nãy có nói từ sớm giờ chuyện gì của anh đâu tự làm gì ghê vậy? Tao thích đó rồi sao? Thích. À, xin chào tất cả các bạn nha. Thì đêm hôm mình ngủ nha bạn. Thì mình gác cái chân lên trên trán, mình suy nghĩ ra được một cái màn tròn này để tròn bốn thằng ông cú nội kia nha các bạn. Bữa nay một mình sẽ căng tem nha. Thì từ đó tới giờ mình chưa bao một lần nào để mình căng tem hết. Hôm nay mình sẽ căng tem một phát thử coi nó như thế nào nha các bạn. Bữa nay một mình sẽ chấp hết bốn thằng nó luôn nha bạn. Một mình sẽ hút cho bốn thằng nó một thang thuốc thật là to nha, để cho tụi nó biết cái mùi vị là sư tử chứ không phải là con mèo nha bạn. Thì hôm nay thì mời tất cả bạn cùng theo dõi cái màn tròn của mình đối với bốn nó sẽ như thế nào nha. Thì sáng ngày hôm nay thì mình tranh thủ thức thật là sớm nha, để mình có cái cơ hội để hốt cho bốn thằng kia một thang thật là bổ nha bạn. Thì bây giờ mình sẽ ra ngoài trời để mình giấu cái điện thoại mình, để mình ghi lại những cái khúc mà tuyệt đỉnh nhất để gửi tặng tới tất cả các bạn nha. Thì cái điện thoại mình nói chung thì nó hơi bị mía lau chút nên nó kém chất lượng. Mong tất cả các bạn xem đỡ thông cảm giùm mình nha. Và bây giờ để mình ra ngoài trò ngoài, mình giấu cái góc quay đi để cho tụi nó đừng phát hiện nha bạn. Rồi mình sẽ quay trở vô nhà. Rồi khi nào mà bốn thằng quần kia nó ra trời đủ hết thì mình sẽ bắt đầu tiến hành một màn tròn cực đỉnh và cực thốn dành cho bốn nó nha bạn. Thôi bây giờ mời tất cả các bạn theo chân mình để xem clip hôm nay. Nếu tất cả các bạn có thích clip hôm nay thì các bạn hãy chung tay nhấn like clip và chia sẻ giúp mình. Và các bạn hãy bấm đăng ký kênh và nhấn cái chuông bên cạnh để nhận thông báo những clip sau. Khi mình đăng lên nó sẽ thông báo tới tất cả các bạn. Và các bạn đừng quên ủng hộ thành thêm một cái like comment để khích lệ tinh thần giúp mình nha bạn. Thôi bây giờ mời các bạn ra chạy để đặt máy quay chung với mình nha. Rồi ok các bạn nha, mình đã giấu cái điện thoại quay phim của mình lên trên vách nhà nha bạn. Nói chung thì mình khoét một cái lỗ nhỏ để mình đút cái điện thoại mình lên trên cái lớp lá nhà. Mình chừa con mắt quay phim nó chỉ lú ra thôi nha bạn. Thì cái này thì đố ai mà phát hiện được cái chỗ dấu quay quyền thoại của mình đâu nha. Không bao giờ phát hiện được nha bạn. Nói chung thì cái điện thoại của mình thì nó rất là kín đáo rồi. Bây giờ mình sẽ quay trở lại vào nhà nha. Khi nào mà bốn thằng quần kia mà nó ra đầy đủ hết trơn rồi thì mình sẽ tiến hành đi ra để hốt cho tụi nó một thang nha. Nếu tất cả các bạn muốn biết cái màn tròn này như thế nào thì các bạn hãy theo chân mình xem cái hết cái clip hôm nay, thì các bạn sẽ gõ cái clip này nó như thế nào nha. Thì nói chung clip nó có cái gì quá đáng quá, mong tất cả các bạn thông cảm mà bỏ qua cho mình nha. Tại vì lâu quá mà mình không căng tem thì tụi nó nói mình là cái này cái kia cái nọ. Được rồi, bữa nay thì mình sẽ cho tất cả tụi nó biết là mình sẽ như thế nào nha các bạn. Thôi mời tất cả các bạn cùng đón xem cái màn tròn hôm nay nha. Let's go, mời tất cả các bạn vào nhà chung với mình. Khi nào tụi nó ra đủ thì mình sẽ quay trở ra nha các bạn. 2000 years later. Đừng có chụp hình chung chung nha. Ôi bó tay luôn rồi. Nhân từng thế thái của quần què gì á. Cái gì vậy? Chạy chiếc xe chạy hồn với lần này hết thư này, hết sửa này, hết thư này hết kia.
Trả trả hồi sức cái gì ECU gì mua bên sườn văng ra luôn hồng với mày chứ hả? Để cố luôn. Trời xíu cái nó bánh xe lắc đẹp chứ hả? Xe mới sửa xong chạy xíu. Để tôi xe không? Bu. Tại văng cái đầu nó chi vậy cha? Tôi nghĩ cái tốt luôn. Cái đầu chạy lắc xe xe gì rồi. Xe tôi vậy văng phụ tùng tè le thôi. Sao hả? Đi bán hàng dụng mà vừa vào xe tôi vừa rồi vô triển lãm luôn ông nội. Xe đó. Xe hôm đó mua nhiêu? Tôi mua về lại 200 ngàn. Đúng không? Đẹp gái vậy đại ca. Mua lại 200 ngàn phải không? Tôi kêu giá mặn luôn mà tôi không bán. Xe đó là xe với dẻo luôn kỷ niệm với. Mặn là 20 muối hả? Ôi, xe của bộ. Xe của Nô của Nô Năm. Xe của Nô Năm nữa. Xe Nô Năm để được. Xe Nô Năm của Nô Năm. Xe Nô Năm với xe luôn. Xe đâu không phải. Xe của thằng Nô Hập. Cái đó là giống như con ngựa của tôi đi theo tôi hiền chiến cái giận. Hồi dữ giờ thương cái giận. Cứ dữ rồi trời. À như rồi đó. Đó thôi nói kỳ quá. Kỳ gì đó đại ca. Rồi. Mình đã lại phát lại chuyện xưa rồi. Gì? Gì vậy? Chuyện gì vậy? Hồi đó. Ôi hồi đó kể đi. Hồi đó trời ơi. Hồi đó. Đấy thôi. Bỏ đi. Hiện tại thì thôi, hiện tại hồi đó, hồi nào này hồi nọ. Ôi trời ơi. Ôi vậy là bị đồ mối rồi, cụ ơi. Mày muốn xe đẹp không? Hồi đó leo chạy vòng là xe không? Ngồi sườn không á. Thôi bỏ đi. Nghĩ sao nó chạy nãy giờ muốn nằm dưới đất vậy? Còn cái yên xe sao á, nó nhổng lên trời. Má ơi, ngồi sao ôm nó không là hai cái giò kẹp nhét tiền hả? Nó nhổng ra cái đứt nó nhổng lên trời á. Thôi mà tôi không nói cho cái ly tâm tôi cắn gứt quá ta. Quay phim tay tôi tốc độ này tôi quên chạy vòng rồi hiểu không? Còn cổ không? Thôi. Dạ muốn hồn dưới mày vậy đó. Ơi bị Covid gì đâu trang mày. Ông ta. Nó cũng hồn á chứ Covid gì. Ở đây mình phải đề phòng. Để con khỉ. Vậy. Nhưng mà tôi không nói cái chuyện của ông vì cái linh tâm tôi nó cắn chích quá. Ồ, nó giấu chung. Bỏ ông đi, chuyện nó xuống ông phủ rồi, ông nói ôi. Chuyện nó thời xa xưa rồi. Mình đắp một đắp một cuộc tình đi. Hai ông biết sao mà cái sự tích cái nó không đâu. Rồi đắp chiếu ông giờ nha, giữ mày. Thôi mình đi, chạy. Đi kể là họ đắp chiếu luôn á. Ừ, mà kể là chuyện riêng tư của người ta. Mà mình biết là con nhỏ, con nhỏ nâu năm rồi được rồi. Ông hồi tôi chơi qua công sứ án chỗ đồ chảm ngay giờ. Tôi giữ mà, chiếc xe là thế, chiếc xe là chảm không? Hello. Mấy quần quà, buổi sáng mày vui lắm, mày về mày cười ha, chơi mấy quần quà. Gì dạ, sáng ra nói chuyện tụi vui vẻ mà. Sáng tụi bay ra không biết suy nghĩ nào, thật này kia cái nọ ra, sáng tụi bay ra bay bay cười giỡn vui hổm ha. Còn mày thấy mày mới qua, phút đầu mày mới qua thấy sao mày được cái này, sao mày bú với mày. Sáng sớm thì giải trí rồi chứ. Sáng bây giờ xàm chứ gì mà bảo chứ mà. Ủa xanh này cũng đầu tiên thấy mày qua, thấy mày được chút cái gì. Cái này qua cái mày tập trung mày giỡn mày cười ha. Ủa đây kìa. Cái này em chết mày có một chút xíu nào mà ở trong công việc không? Sao? Ông giỡn hoài ông nội ơi. Bộ bữa nay à. Ồ tụi mày liệt vô cái gì mày thích đó. Bộ hình như bà Sàm bó giờ tụi. Hồi tối ai không tụi. Hồi tối bà Sàm bó giỡn mà. Cái trồi như vậy nè, bay ngầm bay lắc bay đưa còn hơn là thảy ngựa nữa rồi chạy nào chịu nổi với tụi bay. Tối bây giờ Sàm chữ gì ra dẫn. Thôi chữ gì. Đậu xanh mày đầu tiên qua thấy mày có lý lắm. Ai về mày qua đây bây giờ mày tập tụi mày giỡn thôi mày cười á. Có gì không? Có gì không? Tôi đụng chạm đâu có năng bị gì chạy tay biến hay gì chạy. Mày biết sao thằng mày lớn là mày vô cái dây võng mà chạy là chịu nổi. Thằng mày đụng nhỏ quá. Ờ thằng mày đụng nhé. Có đưa như mày không? Đưa. Ông đưa. Ông muốn ra dục chạy lại mày. Đưa. Chạy là đâu chữ chạy té quá. Còn mày sáng ra mày có giọt dẹp chạy bụng không? Mình nằm đó mà giống như mà bị gãy xương sống vậy, mình nằm mà đưa cái chạy vậy nằm đưa. Ủa đó tao giận mặt mày cái gì hả? Cười mày. Gì ba? Không bán thuộc chơi. Ủa tao càng nói với mày, ủa tao giận mặt với mày cái gì mà càng nói mày càng gỡ hả? Dưới mà lên đầu tao ngồi gì càng gỡ. Bữa nay không. Đen gì? Gì mày cái gì? Gì nữa tôi đó ông nội. Tôi là gì trời? Có cái nào mai nhập không? Chớ trong đây nha mày. Có mày hôm nay tao cũng hầm mày lắm mày đó. Có ai sao qua? Ai bại cho mày? Tôi chả bại. Ông sao bại mày? Hôm nhập không? Bộ tao gỡ gỡ cho mày ơi. Tao nói với mày nha, đừng gỡ gỡ tao nha, tao được tao suốt thiệt á. Mày trả cho đẹp tao trả không được như ra làm gì trời. Đó bạn thuộc chơi. Mày là bạn tao mày sao tao nói giỡn mày. Tại vì nó tôn mà ơi cá không đủ cái gì không chém hết. Nó chém hết. Giận cá chém hết giùm tao. Đủ rồi chứ chém hết. Ông giận cá đó. Ai làm gì đâu mày ông chơi gì đó đi ông kiếm chuyện em chạy. Mày nghĩ sao? Mà cái chai vậy mày thấy nó yếu hay sao mà mày đưa xảy bộ mày nằm giống mày không đưa hả thằng Quân? Thường ngày đâu? Thường ngày tao không nói mày giết mày muốn làm gì làm cái gì? Ủa nội đi bên đây đi khùng cái gì vậy? Khùng gì?
ngáo gì ông vậy? Mẹ ông nói ông ơi ông bị điên cái gì ông? Ông đi sao hay đi mặt mà ai đi mày mặt lù đù như vậy lù đù tao mày nha, đừng nói lù đù đù tao nha, mày nhìn kỹ mặt tao nha, mặt ông có gì đâu xử mệt ta giờ căng như vậy. Từ ngày đầu tiên mày qua tới giờ thấy đầu tiên mày qua mày còn xuyên sốt sửng sốt mày này kia kia nọ, rồi mày qua càng ngày mày thấy là càng lâu mày ra cái mày nằm mày lắc cái mày ăn rồi mày uống. Là em ăn trúng gì mà làm gì mà ông sùng cái đất cho anh chạy. Đâu khi nào mà tao thiệt cái tao để mày mà vậy. Trời ông bị ai nhập cái gì mà rồi đó ơi. Không khi nào tao ra tới tao mới tao bây giờ bây giờ mình hồi giao nói ông xàm ừ bữa nay mình làm tiếp này ha mê mình làm tiếp kia không khí gì nào phải ngồi lại với nhau và phải đoàn kết là phải đầu suy nghĩ ra được một món ẩm thực hay là một cái làm cái gì không có bực dữ mày ra mày tới là không khi nào nghe tao bay mà bàn gì công chuyện làm ăn tao là giỡn nói mình ba khơi bất giác chị năm hình mới đột yếu xu luôn mà. Ông này hôm nay ông bị bệnh cái gì chạy ra chạy ra chạy ra chạy chạy vô rồi. Nó mày giống ăn đi. Nó giỡn với mẹ nhiều nó bệnh nè bên nội. Ông đói không giỡn vậy cho ông ăn đi ông nội ơi. Đói nó mày giỡn ăn đi. Đói gì đâu giờ tôi cũng ăn luôn chứ làm gì luôn. Tao không vậy. Từ đây giờ sao mày muốn ăn gì ba? Ta ăn gì cả đâu? Khỏi là hỏi. Thì bữa nay còn bữa nào lỡ nay tọc tọc cặn với vậy. Ông ăn gì? Rồi, làm gì ông quạo với ông nội anh em không làm gì. Ai nhảy như mày? Ai nhảy như mày? Nè anh em không làm chung với tao nè mày. Anh em không anh em. Tao không anh nhảy như mày. Mày không nè. Ai trời ai nhập ổng vậy? Ủa không biết sao? Mày nói dạ nhập ổng vậy? Ủa mày giỡn mặt tao ai vậy? Nhập mày làm gì trời? Đập mày luôn chứ gì? Làm với ai giữa ổng cái gì vậy? Thế đâu? Nổi nè. Đó giỡn. Đó giỡn không có gì đâu sao nó nay lâu vậy? Sao kỳ vậy? Thích thì bố mày cỡ mày. Bố mày cỡ gì nó không nổi. Mày lỡn cỡ. Mày giỡn mặt tao ai vậy mày? Tao nói mày ra mày đừng giỡn mặt tao nha. Mình ông tỉnh là có lấy nước gọi trong cửa mặt đó. Bộ tao giờ tao chưa đủ tỉnh hả? Mặt tao giờ chưa đủ tỉnh hay sao? Nay ông bị gì á? Mặt tao đang ngu hay gì không tỉnh? Bộ nói chuyện tao mà thấy giờ này kia nọ. Ôi! Ba ông bị gì? Giữ mặt cái mày. Mày biết ông bị cái gì á? Mày mà lấy đừng giữ mặt tao nha. Mày đó mày bạn tao đâu đừng cái mặt tao nha. Dậy đi hồn quá bây giờ. Ai hút hồn không gì đâu mày ơi. Đồ đi chạy. Nói chuyện tao đừng giờ có ngón không? Còn mày á mới hút mà lo như thế này ngoài ha. Gì vậy? Tao ủi thiệt đó. Gì ông nội? Tôi nữa. Tôi nói gì? Mày kêu tao ông nội vậy? Hả? Bực chi? Tao không nhận ai này. Nhưng mà tao mày. Sáng sớm ra tụi bay có khi nào bay lo cho công việc ổn thỏa đàng hoàng không? Tụi có khi nào tụi bay suy nghĩ ra một chút xíu mình làm món này, hai đây vô vụ mình làm món kia chưa? Hai tao ra tới tao nghe tụi bay tao ngồi nói nhẩm địch gì không hả? Thì ra hợp anh em lên làm bạn được. Không gì, không có tao tụi bay bạn được hay sao? Thì giống cùng đó, giống cùng người đó. Không có tao bạn được cái gì? Bữa nay ông bị tay bị. Thì ra phải hỏi ý kiến của ông rồi mới làm xong đi. Ý kiến ý chung chung, tụi bay có khi nào mà mày nói được không? Mà nói ý kiến của tao. Còn mày làm gì mà đúng. Anh bữa nay ông bị khùng cái gì lắm. Sớm bây giờ khùng có dấn mặt với mày với tao không nói mày đây cứ mày làm lần cái gì. Có buồn gì nói với anh em làm gì bữa nay không? Anh thay đổi cái gì 180 độ vậy. Tao hết buồn, mà tao cũng hết vui. Từ đó giờ có tình trạng gì đâu. Ông nóng vậy? Nóng sao? Sao mà nóng mà sao mà hủi? Ông thay đổi gì ghê vậy trời ông. Ai nhập ổng á? Ai nhập ổng á? Là có tao làm gì chưa? Có gì? Cái ngày mấy cái ngày đầu tiên qua thấy mày ngon cơ không? Mày càng mày vô là càng lâu với mày ham qua đây cái này tập vô không trời. Mày ngồi mày kể ông lại như này xưa. Con cái chuyện ngày xưa mày có gì vui sướng không? Mày kể lại mày ngồi mày cười. Tôi kể gì nào mà ông nghe nào mà ông nói lum la. Tại là cái này tôi nghe tụi bay nói gì mà nu năm đó nói chuyện đó không chịu rồi mày nói lum la hả? Ủa cái chuyện qua rồi tụi bay thích nhắc lại mà. Mà chuyện của tôi với ông nói lum trơn trời. Mà tao không thích tụi bay nói trong cái trại này. Ông đang bị cái gì vậy trời? Đâu bị gì á? Bị em rồi. Chạy đi. Quá lâu giờ rồi tôi phải chạy đi. Ông khùng rồi đó. Bước gì mà bước. Nào bị ngáo gì trời. Không gì ông giận hờn với ai chứ không gì á cái kiếm chuyện anh em không chứ ông có bao nhiêu đấy sáng ra không khi nào mà tụi bay ngồi tập trung ừ anh em mình chút xíu nó đâu vô ruộng bắt cá bắt cua mà ốc gì không khi nổi ra bắt đầu ngồi ta tán chén dốc tụi đã rồi xong cái đầu nấu này nấu kia ăn xong quậy này kia uống thời gian nào tụi bay dành cho ông chị tao mới nói là nghe ơi. Con gì ra nè. Ra hợp mặt lên nó nói chuyện chứ. Bọn mày là đồng xó trong tem mà mày không biết suy nghĩ gì sao sao. Bọn mày chỉ biết rồi nên nói ngạ vậy. Hả gì? Nói mày nghe từ đây tao làm việc tụi bay là hết. Đó giờ mày kênh gì muốn kia. Nói mày bọn mày cài gửi với mày gì mà kênh hả? Anh em nãy có nói từ sớm giờ chuyện gì có ăn đâu tự nhiên làm gì ghê vậy? Tao thích á rồi. Ông thích, tao giận quá. Tôi vô tôi mát mà sao cho biết. Ờ đúng rồi. Mát mà sao. Hôm nay em làm quá nha ông nội. Mày cái này bản lĩnh lắm hả? Bản lĩnh gì? Bản lĩnh lắm hả? Này đâu là mới ăn giống gì á. Chuyện riêng tư tao vô công việc để ông ra làm mới làm mà mấy ông làm gì hoài vậy? Thấy quá đen rồi đó. Cái này một sừng cái gì? Cái sừng mày mới lớn. Hôm nay ông lạ lắm mà nghe tôi nói thiệt luôn. Bởi vì đó giờ ông có gì đâu, nào là, gì ra làm gì đó. Lạ, lạ đột biến luôn á. Làm gần 2 năm trời đó giờ có bị gì tình trạng gì đâu. Đột biến luôn rồi. Bữa này một sừng cho tao bẻ mày từng cái sừng luôn nữa chứ chi mà. Ông khi đột nhập á chứ đột biến. Hôm nay quá đáng rồi mình.
mày nói gì mà quá đáng mày, tao quá đáng cho mày nào hả? Không biết rồi. Tao quá đáng mày cái gì? Không biết rồi. Bữa nay ông tao quá đáng cái gì? Mày nói tao quá đáng. Bữa nay cái ông gì với tao? Nay tao gì nó chuyện lại với ông làm gì ông chửi người này tâm như. Tao nói chuyện mày ơi với lần rồi. Trời ơi, tao ở trong nói chuyện với mày hoài hả mày? Ở đây em anh em đó là thế ông từ bữa nay tao chuyện với anh em như vậy vô mép mà xàm tao nói chuyện với mày vô mép tao biết nói chuyện vô vô mép mà xàm đi vô mép mà xàm bài sai cái gì tao sao má gì mà ông sao ông chán luôn vậy ông mà luôn luôn đó ông nói cái câu này á vô cái mép mà xàm cái gì sai rồi anh em ngồi xuống nói chuyện ra ông mà xàm chơi ha ở tối rồi có cái gì nói với ông mà gì mày đủ bằng lĩnh ăn thịt của tao không mày đủ bằng lĩnh ăn thịt của tao không hả mày đủ bằng lĩnh ăn thịt của tao không không là cái gì đang bị gì căng vậy bữa nay cái gì cứ nói cho anh em biết có gì của tao mày đừng có định tay chân tao nha có gì anh em biết chứ tự nhiên bữa nay vô nói thằng nào xử ông là cái gì tao nói mày nói chuyện tao đừng có dụng đụng tay ông chân đừng có tay lưới chân tao nha ông mày ăn hiếp cái gì mà ông làm cái vậy mày nghĩ ai hiếp được tao mày hiếp tao không tao không hiểu được ông hiếp ông nữa kêu chạy đi ông đi ông ngồi cắm một cái bây giờ ông nay ông mặc ông láo như vậy láo gì mày nói ai láo mặc ông làm này láo ai láo hay không này đi ơi tụi bay tao nói trước tụi bay nghe nha. Bay vô đây làm ăn thì mà đâu có đó nha. Tụi bay đừng có cà chớ gỡ tao mà bữa nào tao làm bữa nay hết đó. Bữa nay có không có hồn luôn vậy. Mày bỏ dép thì uống đi. Không có bữa nay nhập cái gì hết trời. Nhập tụi bay đừng lận cận tao mà nạt ra nạt mở ra mở nha, đừng có ba gọi với tao nha, tao nói trước rồi đó. Tụi bay ra đây. Có gì anh em nói tiếng biết chứ nói gì vậy. Mày nghĩ mày làm lâu nhất là mày cà chớ nữa mày. Không có cà chớ gì hết trời. Mày cà chớ mày gỡ cho mặt tao hả? Mày thích cà gỡ không? Tao cà gỡ như mày nào thích cà gỡ không? Thôi đi về đi hôm nay ơi. Thích cà gỡ tao không? Đi về đi, bây về bữa nay về đi đừng cho đậu xanh tụi bay ra đây tụi bay ha ngồi mày tán dốc mày tán gẫu đã đời tụi bay còn nói. Đi không đâu đi về đi. Đi về đi bữa nay ông mới cụ ông đậu bận thôi. Mày giờ ghé ngoài anh em ngoài đường vô ghé em. Thằng nào? Tại sao ở đường tao không chơi trên tao chơi gũi thế nè. Không ai làm gì chơi vậy? Cười, tụi bay có gì cười? Có làm gì cười? Phải cho ai cười? Đậu xanh tụi bay láo cá nói trước nhà tao lụng mày hết á. Mày đổ vậy luôn á. Mày đổ sao? Giỡn mặt tụi bay với tụi bay làm lừng hả? Tao không phải là mèo đâu. Dù sao tao cũng là cọp sư tử chứ không phải là mèo như tụi bay nghĩ đâu. Nhưng mà tao không nói tụi bay tao tưởng tao là gấu ông hả? Không có đâu. Từ đây tao sẽ không bao giờ làm gấu ông nữa. Tao sống lại chính tao, tao sẽ không bao giờ làm gấu ông với tụi bay nữa. Gỡn ra ha, rồi cà chớn chớn tao ha. Nợ anh đi hết luôn chứ bây cà chớn tao hả? Quá, các bạn thấy mình diễn có đạt các bạn, diễn có làm đâu không? Như đạt không? Mình chơi bữa nay gặp thằng nào mình super sâu chân. Nói chung là clip cho hôm nay là mình sẽ giả vờ nổi điên bất cứ lúc nào và nổi điên với mọi thằng nào luôn nha bạn. Thì lâu lắm rồi mình không bao giờ có cái tánh này nha bạn, nhưng mà bữa nay mình phải cho tụi nó biết mùi vị là mình nổi điên nó sẽ như thế nào nha. Nhưng mà trời ơi nó đã gì đâu các bạn ơi, thằng nào nấy nó chạy trống đuổi trường, nào nấy nó thử đầu tới công chuyện không, thằng nào mạnh nào nấy rút mất tiêu cho mất xác cho nha bạn. Nói chung là nó mạnh ai nó giọt ba giò cũng chẳng giọt trơn, trời ơi cuộc đời mà hãnh diện gì đâu, thật đã luôn, thật là hạnh phúc nha bạn. Bữa nay mình trả được những mối hận thù năm xưa trong lòng nó tê tái làm sao. Thôi giờ mình sẽ gỡ camera xuống để mình giấu và mình vô nhà nha bạn. Thế nào hồi tụi nó cũng vô nữa à, thì vô nữa thì mình sẽ trở lại hiền hậu như khúc xưa nha. Ừ còn tụi nó như thế nào nha bạn, thật sự bữa nay mình trên cả tuyệt vời. Thôi mình kết thúc clip nha. Nếu tất cả các bạn có thấy cái clip này có gì đó hấp dẫn thì các bạn nhớ chung tay like clip giúp mình đi, và các bạn hãy chia sẻ luôn cho rộng rãi mọi người cùng xem để khích lệ tinh thần giùm mình nha các bạn. Thôi chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo nha. Từ đây về sau mình sẽ hút những cái vố nào là nó nặng cái vố đó nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để xem những tập sau nó hoàn thiện và hay hơn, hấp dẫn hơn nữa nha các bạn. Các bạn nhớ đừng ném đá ném gạch mình tội nghiệp nha, tại vì mình hăng mình sức cô sức yếu có mình một mà các bạn biết rồi, phải dùng tới những cái bạo lực này mới chơi lại tụi nó nha các bạn. Thôi chào tạm biệt các bạn nha, tháo máy quay xuống nha các bạn.